quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hiện nay trên thị trường thì chiếc Samsung Galaxy Tab S5e đang là một chiếc máy tính bảng rất hot. Và có thể nói thì ở thời điểm hiện tại thì dòng Samsung Galaxy Tab là đối thủ cạnh tranh duy nhất đối với cả iPad của Apple. Với mức giá là 12 triệu đồng thì chiếc Samsung Galaxy Tab S5e này đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPad Air 2019. Và trong ngày hôm nay hãy cùng Linpo điểm qua 8 điểm nổi bật của chiếc Samsung Galaxy Tab S5e này nhé. Điểm đặc biệt đầu tiên đó chính là về viền màn hình mỏng đều của Samsung Galaxy Tab S5e, hoàn toàn vượt trội hơn so với cả iPad Air 2019. Như các bạn cũng biết thì iPad Pro 2019 sở hữu một thiết kế bắt mắt phần lớn nhờ viền màn hình mỏng đều. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải bỏ một số tiền lớn tới hơn 20 triệu đồng cho iPad Pro. Còn với dòng sản phẩm iPad Air 2019, do là sản phẩm giá rẻ hơn nên Apple vẫn chỉ trang bị cho máy phần màn hình với viền khá dày ở cạnh trên và phần dưới, gây mất thẩm mỹ. Cùng với số tiền để mua iPad Air 2019, chúng ta hoàn toàn có thể mua cho mình một chiếc Samsung Galaxy Tab S5e với viền màn hình mỏng như iPad Pro đắt tiền. Với cùng mức giá thì iPad Air 2019 chỉ được trang bị 2 loa, còn với Samsung Galaxy Tab S5e này của chúng ta được trang bị lên tới 4 loa, giúp tăng khả năng giải trí lên tầm tuyệt vời. Đồng thời thì hệ thống âm thanh của Tab S5e còn được căn chỉnh bởi AKG. Chính vì vậy, về độ lớn cũng như độ hay thì iPad có phần thua thiệt so với sản phẩm đến từ nhà Samsung. Điểm nổi bật thứ 3 của chiếc Tab S5e này đó chính là mở rộng bàn phím và phụ kiện với cổng kết nối riêng. iPad Air 2019 không được trang bị cổng kết nối với bàn phím riêng. Chính vì vậy, nếu các bạn muốn xài bàn phím thì phải sử dụng chuẩn kết nối Bluetooth. Còn với Samsung Galaxy Tab 5 SE, chúng ta có cổng kết nối riêng. Vì vậy, công việc rất đơn giản, chỉ cần cắm máy vào bàn phím và xài luôn thôi. Ưu điểm của việc sử dụng cổng kết nối riêng là bàn phím sẽ không cần pin như sử dụng Bluetooth, kết nối nhanh và ổn định hơn hẳn. Đây là một chi tiết rất ăn tiền của một chiếc máy tính bảng. Điểm vượt trội thứ tư của chiếc Tab S5e này đó chính là công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0. Đây không phải là một công nghệ quá mới và quá nhanh trên các thiết bị Android, nhưng nó vẫn ngon hơn so với trên iPad. iPad Air 2019 chỉ được trang bị cục sạc có công suất là 10W, nhưng với chiếc Tab S5e, chúng ta sẽ có công suất sạc lên tới 15W, nhanh hơn khá nhiều. Việc nạp đầy pin nhanh chóng cho một thiết bị máy tính bảng cũng là rất quan trọng. Ưu điểm thứ năm là một tính năng cũng không quá lạ lẫm trên những chiếc máy tính bảng của nhà Samsung, đó chính là Samsung Deck, giúp biến máy tính bảng trở thành một chiếc máy tính thực sự. Đây không chỉ đơn giản là việc xuất hình ảnh từ máy tính bảng ra một màn hình lớn hơn, mà chúng ta sẽ có một giao diện làm việc như trên máy tính thực thụ. Đây là một điều mà các thiết bị iPad không thể làm được. Một tính năng ăn tiền nữa của Samsung cũng như là tất cả những máy tính bảng Android đó chính là có thể nghe gọi trực tiếp ở trên máy tính bảng. Tuy nhiên, với việc trang bị kích thước quá lớn lên tới 10,5 inch thì việc áp chiếc máy tính bảng lên tai trông rất kỳ cục nên Samsung đã không trang bị loa thoại cho chiếc máy này. Chính vì vậy, các bạn hãy sử dụng kèm với tai nghe hoặc là đàm thoại bằng loa ngoài nhé. Điểm ưu việt tiếp theo mà chúng ta cần phải kể đến của chiếc Tab S5e này đó chính là khả năng mở rộng bộ nhớ đối với cả thẻ nhớ ngoài và có thể kết nối với những thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng. Với việc hỗ trợ thẻ nhớ thì việc mở rộng một bộ nhớ lưu trữ là quá đơn giản, đặc biệt là với một chiếc máy tính bảng khi nhu cầu lưu trữ phim ảnh là tương đối lớn. Đồng thời với tính mở của hệ điều hành Android nên việc cắm ổ cứng di động, USB hay các thiết bị ngoại vi vào Tab S5e cũng diễn ra hết sức đơn giản và nhanh chóng. Và điểm cuối cùng cũng như là điểm mà chúng ta không thể không nhắc đến khi nhắc đến S5e đó chính là đây là một chiếc máy tính bảng 10 inch mỏng và nhẹ nhất trên thế giới. Sở hữu một thân hình siêu mẫu với trọng lượng 4g và độ mỏng chỉ 5,5mm, biến đây trở thành một chiếc máy tính bảng 10 inch mỏng và nhẹ nhất thế giới. Với việc mỏng và nhẹ hơn giúp cho người dùng có thể trải nghiệm Tab S5e trong thời gian dài mà không bị mỏi tay như những thiết bị iPad khác. Vừa rồi mình vừa chỉ ra 8 điểm ưu việt của chiếc Samsung Galaxy Tab S5e so với chiếc iPad Air 2019 của nhà Apple. Và nếu như là các bạn với cùng mức giá là 12 triệu đồng thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Có phải đứng về phía nhà Samsung không? Hãy để lại phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, đừng quên là hãy để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Bye bye.